Dù chưa đến Tết Trung Thu, nhưng các loại bánh Trung Thu mini có nguồn gốc từ Trung Quốc được giao bán đầy chợ mạng với giá rất rẻ. Bánh gồm có các vị đào, lê, cam, xoài, có giá 45.000 đồng 10 cái. Nếu khách mua từ 100 cái trở lên, sẽ có giá xỉ chỉ 3.000 đồng một cái. Theo tiến sĩ Phan Thế Đồng, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng, Trường Đại học Hoa Sen, bánh Trung Thu nói riêng, bánh kẹo nhập lậu nói chung thường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe cho người sử dụng. Nhà sản xuất có thể dùng phẩm màu, đường hóa học, chất bảo quản không được phép sử dụng để có được giá thành rẻ, kéo dài thời gian sử dụng. Hơn nữa, nếu trên sản phẩm không công khai về thành phần sử dụng, sẽ rất nguy hiểm cho những người có cơ địa dị ứng, nhất là trẻ nhỏ. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường trong quý 2. Tuy nhiên, đơn vị này dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ phục hồi dần vào quý 3 và quý 4. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2020 có thể đạt 8,26 đến 8,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8% so với năm 2019. Xuất khẩu có tín hiệu lạc quan khi doanh số bán lẻ trên thị trường thế giới vẫn ổn định hoặc tăng đối với thủy sản đông lạnh, đóng hộp, ướp và hun khói với thời hạn sử dụng lâu hơn. Đặc biệt, hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua có thể sẽ là một cú hích cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong những tháng cuối năm. Tại tỉnh Đồng Nai, nơi cung cấp phần lớn lợn hơi cho thành phố Hồ Chí Minh, giá lợn hơi đã giảm còn từ 78.000 đến 80.000 đồng 1 kg, thấp hơn lúc đỉnh điểm từ 15.000 đến 18.000 đồng 1 kg. Theo nhiều tiểu thương, giá lợn hơi giảm là do mức tiêu thụ trong tháng 7 âm lịch giảm vì nhiều người ăn chay. Còn theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, do dịch Covid quay trở lại, sức tiêu thụ giảm và một số doanh nghiệp chăn nuôi có thị phần phát triển đàn lợn nhanh đã tác động đến giá lợn. Đang nói, giá thịt lợn ở các chợ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh giảm không đáng kể, chỉ giảm từ 3.000 đến 5.000 đồng 1 kg.